Thanh Điền và Phương Thảo mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thành phố hôm nay. Và trong ngày cuối tuần này thì hy vọng là quý vị sẽ gạt bỏ hết những lo toan để chúng ta có thể nghỉ ngơi thư giãn bên người thân gia đình và cùng dành thời gian đón xem Thành phố hôm nay. Trong chuyên mục Thành phố chuyển động, chúng ta sẽ được gặp gỡ một đạo diễn được nhiều người biết đến không chỉ với vai trò làm phim mà còn với vai trò làm giám khảo. Có nghĩa là khi mà mình đã quan niệm nó là một cái nghề và đó là một cái nghề chuyên nghiệp thì nó đều có mặt trái và đều có mặt phải. Bây giờ mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi chương trình hôm nay. Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục Cà phê sáng. Và hôm nay câu chuyện của Cà phê sáng sẽ là câu chuyện về phở, một món ăn được gọi là quốc hồn quốc túy của người Việt. Và trên thế giới thì món phở cũng là món ăn Việt Nam được nhiều bạn bè quốc tế biết đến. Một điểm thú vị là người ta có thể ăn phở bất cứ bữa nào trong ngày, bữa sáng nè, bữa trưa, bữa chiều hay là buổi tối. Phở thân thuộc là vậy, nhưng mà phở có từ bao giờ, vì sao lại có tên gọi phở và phở xưa khác với phở ngày nay ra sao thì không phải là ai cũng biết. Vậy thì ngày hôm nay Cà phê sáng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ Nguyễn Nhã, là một người đã bỏ nhiều thời gian ra nghiên cứu và quảng bá món phở Việt Nam ra thế giới. Ông đã xuất bản nhiều đầu sách về ẩm thực Việt Nam và sắp tới sẽ là một cuốn sách về phở Việt Nam. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Nhã và cùng đến với câu chuyện về phở. Phở thì như vừa rồi đó thì CNN đánh giá là nằm trong 50 món ăn mà ngon nhất thế giới. Phở là một cái món ăn tổng hợp rất nhiều chất, nhiều vị, và cái cách nấu nó cũng phải tổng hợp từ cái khắp luộc của cái bánh, của bánh phở nhé, cho đến luộc của thịt nhé, rồi là kết hợp với lại các loại rau ha. Phở đó thì nó bắt nguồn khởi đầu đó là phở gánh bò, mà chỉ có bắt đầu là thời Pháp thuộc đó, thì nó mới cho ăn thịt bò và bán thịt bò. Chứ còn trước đó, tất cả các triều đại mình đó là cấm sát sinh châu bò, là bởi vì châu bò là sức kéo. Vì vậy cho nên là bắt đầu 1885 ở Hà Nội mới có cái cửa hiệu thịt bò, nhưng chỉ là cho Tây thôi. Nhưng mà để cho ta đó phải đầu thế kỷ thứ 20. Thì lúc bây giờ mới có những cái cửa hàng bán thịt bò và chợ bây giờ mới dám bán thịt bò. Mà bán thịt bò lúc bây giờ đấy, bây giờ mới có phở bò. Tên phở đó là độc đáo, là cái tên của Việt Nam, là phở. Mà là chính là cái người mà Hà Nội đặt tên ra. Nhưng mà có rất nhiều những cái giải thích nhưng mà mang tính suy diễn thôi. Ví dụ như người ta cũng thấy một điểm là cái món potofe đó, tức là Tây đó, dùng cái xương ống nó hầm đó, cả thịt thịt bò đó đó là hầm đó, nhưng mà cái đó là dùng ít xương lắm, cái nước nó sánh lại và người ta chấm bánh mì nó ăn hoàn toàn khác. Thì có người thì người ta là do tiếng Tây phơ là lửa, mà phơ hay phở thì cũng là cái tên của người Việt đó. Cái gánh phở xưa ở Hà Nội, một phía bên đó là có cái thùng nước dùng, một cái bên nữa đó thì là người ta để chai nước mắm, một cái thố để mà gia vị, rồi là có một chỗ để mà để thớt thái thịt, ở dưới đó thì để gần như cái chạn để mà để bát, để đủ mọi thứ, đũa ở trong đó. Và tiếp theo xin mời quý vị đến với chuyên mục Sống khỏe. Điền nè, Thảo rất là không thích mùi thuốc lá. Đúng rồi, Điền nghĩ là tất cả chúng ta đều ghét mùi thuốc lá trừ dân hút thuốc. Đúng rồi, tác hại của thuốc lá thì nhiều người cũng biết rồi. Nhưng mà cái khói thuốc lá lưu giữ lâu ngày trong nhà cũng có rất là nhiều ảnh hưởng đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em, và gây khó chịu cho bất cứ ai mà hít phải. Vậy thì nếu như mà lỡ nhà của chúng ta hoặc là quần áo của chúng ta mà ám cái mùi khói thuốc thì chúng ta phải làm sao? Thật ra thì có những cái nguyên liệu hết sức là đơn giản, đó là giấm. Chúng ta hãy rót những cái giấm nguyên chất có điền vào trong những chén nhỏ, và trong những cái không gian nhỏ như là nhà tắm hay là bếp thì chúng ta đặt một chén, còn những không gian lớn hơn như là phòng khách
hoặc là phòng ngủ mà hơi rộng á, chúng ta sẽ đặt hai chén, trong khoảng 2 ngày thì mùi thuốc lá sẽ hết. Cách thứ hai là với những cái gì có thể giặt được như là chăn ra, mền, gối hay là rèm cửa thì chúng ta nên giặt với một chén giấm trắng, sau đó thì phơi trực tiếp dưới ánh nắng. Và cách thứ ba nữa, chúng ta hãy dùng bông gòn nhúng vào tinh dầu vani, rồi đặt những nơi có mùi khói thuốc, nhất là trong xe hơi thì mùi khói thuốc sẽ nhanh chóng hết. Cũng liên quan đến những cái mẹo vặt trong cuộc sống thì có một cái điều lưu ý mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị, đó là chúng ta không nên để cà chua trong tủ lạnh. Cà chua là một loại trái cây, mặc dù là chúng ta ăn cà chua như là ăn rau vậy, đúng không? Và những ai mà trồng cà chua thì đều biết rằng cà chua thích nóng và ghét lạnh. Vì vậy, nếu như mà chúng ta trữ cà chua ở trong tủ lạnh thì càng làm cho cà chua nhanh bị teo tóp mà thôi. Cách tốt nhất là chúng ta nên đặt cà chua lên bàn bếp ở nơi nào mà tránh được ánh nắng mặt trời. Điền nè, khách mời của chúng ta hôm nay là một người có rất 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 nhiều điều để nói. Một đạo diễn rất là lãng mạn, mơ mộng nhưng mà được phong là ông vua phim thị trường. Nhưng mà người ta luôn có cảm giác là Dũng Khùng cái gì cũng sẵn sàng trao tặng, chỉ là bà con không hỏi đến mà thôi. Với lại Điền thấy là xưa nay á, người mà tự nhận mình khùng á cũng là hiếm, đúng không hả? Đúng rồi, mà với Dũng Khùng thì người ta rất là khó phán đoán được tính cách của anh. Người thì bảo là anh hiền, người thì nói anh giống như là một tên cướp vậy đó. Nhưng mà Thảo nghĩ nếu là một tên cướp thì đây là một tên cướp rất là hài hước và đáng yêu. Thanh Điền vẫn muốn mời quý vị theo dõi một đoạn video clip sau đây. Cuối cùng là đạo diễn Nguyễn Văn Dũng. Là âm nhạc đã đốt cháy thì là mê của em. Nhưng mà anh thật ra thì tôi thấy lúc em và cả hai đêm được sự trẻ trung và tươi đẹp, tôi rất là thích cái điều đó. Chắc là quý vị cũng đã nhận ra nhân vật đó chính là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với anh. Tuy nhiên chúng ta sẽ không nói về chuyện làm phim, chúng ta cũng sẽ không nói về một chân dài nào đó, mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề tôi làm giám khảo. Dạ, xin được chào đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Xin chào hai bạn và chào khán giả chương trình Thành phố hôm nay. Đầu tiên thì cho Phương Thảo được cắt cớ chút xíu. Với anh thì tôi làm đạo diễn khỏe hơn hay là tôi làm giám khảo thì khỏe hơn ạ? Cái nào mà nói thì lúc nào nó cũng dễ hơn làm. Dĩ nhiên thì cái nghề giám khảo nó cũng có những cái áp lực, ví dụ như là nghề đạo diễn thì không ai biết mặt. Nghề giám khảo thì tôi nghĩ là trong cái sự nghiệp tôi mà tai nạn nhất đó là tôi đã lên TV. Nghề giám khảo là một nghề cũng nhiều người nói là nó khó đó, bởi vì ngồi ghế nóng đúng không anh, bị soi bốn phương tám hướng. Mà nói theo ngôn ngữ của anh là không đủ tiền đi du lịch khi mà bị chửi, rồi không đủ tiền mua bảo hiểm khi mà gặp thí sinh nóng nảy. Như vậy thì lý do gì đã đưa anh đến với con đường làm giám khảo hả? Trước đây khi mà tôi làm giám khảo thì tôi từng làm cố vấn hay là giám đốc sáng tạo cho những cái format TV show. Thí dụ như Việt Nam Idol thì tôi làm creative cho cái chương trình đó. Thì khi mình làm thì mình sẽ nghiên cứu tất cả các bộ phận làm sao để đáp ứng được ở Việt Nam. Thì khi mình xem thì mình mới thấy là cái nghề giám khảo của những cái show truyền hình nó có những cái đặc biệt riêng, và nó là một cái nhân vật ở trong một cái show đó, nó cần phải hấp dẫn trong cái show đó. Thì trước đó mình cũng ít thấy người quan niệm như vậy. Mình người ta mời thì mình muốn làm thử xem cái cách mình làm như vậy thì nó có đúng và nó có hiệu quả hay không. Tôi hay có tính là tìm đáp án khi mình nghĩ ra cái gì, mình thử làm coi cái đáp án nó có đúng như vậy hay không. Tôi nói đùa thế thôi chứ thật ra bây giờ nghề giám khảo nó cũng không ít tiền đâu. Tôi nghĩ là thì nhiều khi là một số giám khảo nó cũng bằng một cả tháng lương của người ta. Thì nói chung cái nghề thì mình lên mình nói vài câu mà được một cái khoản tiền như vậy thì dĩ nhiên cái mặt trái nó vẫn phải có những cái trả giá. Như anh đã từng chia sẻ với báo chí thì làm giám khảo thì phải biết chê thật và khen đểu. Nghe thì có vẻ không có được thẳng thắn lắm, anh có thể chia sẻ gì thêm về cái nhận định này không ạ? Cái đó thì cũng trong một cái bài viết tôi đùa, tôi tự phỏng vấn mình thôi. Tôi nghĩ cái nghề giám khảo cái quan trọng nhất là làm cho cái show nó hấp dẫn hơn. Thứ hai là làm sao cho khán giả thấy yêu quý cái người đang thi, thí sinh thi hơn. Ai mà nghĩ mình vào cái vị trí giám khảo để tự giới thiệu mình là cái điều nguy hiểm nhất. Bởi vì cái tiêu chí của chương trình, tất cả mọi thứ nó đều làm sao phục vụ cho cái show nó hấp dẫn hơn. Thì làm sao mà để cho khán giả họ thấy thú vị, họ chờ đợi và
họ phải biết được là mình thích hay không thích cái thí sinh đó, làm sao mà để họ phát triển hơn. Tùy vào mỗi một giai đoạn của cuộc thi, cái show truyền hình thì mình cần nói theo một cái phong cách như thế nào. Ví dụ như một cái show mà đang quá căng thẳng, thật ra khán giả họ cũng cần giải trí. Khi mà căng thẳng quá thì mình cần giảm nhiệt. Khi mà thí sinh họ cần động viên thì mình phải động viên. Thỉnh thoảng đối với tôi nghĩ là thí sinh thật ra họ cũng cần những cái sự oan ức. Nhiều khi cái oan ức làm cho họ mạnh mẽ hơn ở những cái số sau. Thì lúc đó tôi gọi, trong từ chuyên môn tôi gọi là phải biết bắt mạch khán giả và thí sinh. Giám khảo người ta hay nói là được phân vai vai ác, vai dữ, vai hiền, vai gì đó. Nhưng mà tôi nghĩ thì nghề giám khảo thật ra không phải là nghề diễn viên. Thường ở giám khảo thì chúng ta thấy có 3 vị trí hoặc 4 vị trí tính cách khác nhau. Thì tôi nghĩ là nó giống như đại diện của từng cái đối tượng khán giả. Khi tôi thích tôi khen, thì người khác, một người giám khảo khác lại không thích, thì nó lại đại diện cho một nhóm đối tượng khác. Thì nó tạo thành một cái kịch tính giống như mình thay lời muốn nói và cho khán giả. Như vậy là từ xưa tới giờ là anh Dũng thường được mời vào cái vị trí là chê thật và khen đỡ ạ. Thật ra thì cái tính tôi bình thường nó cũng vậy. Như vậy thì làm giám khảo nghe chừng không có đơn giản chút nào hết. Thảo cũng có nghe anh nói về những điều cấm kỵ khi mà ngồi ghế giám khảo, như là không được sợ mất hình tượng nè, rồi không được phô trương kiến thức của mình quá. Như vậy thì những cái điều mà giám khảo cần có là gì vậy? Khi mà tôi làm chương trình thì tôi ngồi ở vị trí giám khảo, thường tôi hay cầm dịch cả ban giám khảo. Thì sẽ xác định do họ là ngày hôm đó mình nên nói ở cái mức độ nào hay nói như thế nào. Thì thứ nhất, tôi rất là hạn chế giám khảo nói về chuyên môn. Trong một cái khoảng thời gian ngắn đó, nếu mà 30 giây các bạn khoe kiến thức á, thì thà để tôi phát quảng cáo kiếm tiền cho chương trình thì tốt hơn. Đúng không? Một cái nữa là sợ mất hình tượng. Thì cái này là cái khó nhất. Ai cũng muốn nhiều được nhiều người yêu quý. Nhưng mà cái mất, sợ mất hình tượng nó sẽ làm cho chúng ta rất là dễ nhạt. Chúng ta chê không dám chê, hay là chúng ta không dám nói một cách nó hơi cực đoan. Nhưng tôi nghĩ khán giả, cái quan trọng nhất khi mà người giám khảo nói thì họ phải biết ngay là người đó có thích tiết mục đó hay không, và họ nghĩ họ nên bầu chọn người đó hay không. Cho nên chúng ta đừng có bị mất thời giờ vào những cái chuyện hoa hòe hoa lá nhiều quá. Tuy nhiên thì giám khảo vẫn là một khán giả, vẫn có yêu có ghét. Thì ở vị trí của một giám khảo thì có bao giờ anh bị cảm tính và mình thích gà nhà của mình không ạ? Nhiều khi mình biết người ta, biết mình quen người đó, cho nên là mình nhiều khi mình lại làm nó hơi khắt khe hơn. Nhưng mà đối với tôi thì cái gắn nghệ thuật hay cái gì, những cái bộ môn mà nó không đối kháng, cái chuyện cảm tính là chuyện bình thường. Tức là cảm tính về mặt nghề nghiệp á, về cái thẩm mỹ á. Và tôi nghĩ là với môn nghệ thuật thì cần cái cảm tính đó. Nhưng mà anh phải nói ra được cái cảm tính của anh, và anh phải nói ra được tại sao anh thích hay không thích. Nó tạo cho khán giả có nhiều góc nhìn hơn. Và tôi nghĩ là khán giả thì họ cũng đầy đủ thông minh để họ biết họ nên yêu ghét ai. Bình thường với vai trò một đạo diễn đi, thì anh có thể xuất hiện rất là thoải mái trong quần sọt nè, áo thun nè, đi dép lê lẹt phè đúng không ạ? Nhưng mà với vai trò một giám khảo thì chắc chắn là không thể như vậy. Thì anh có cảm thấy là khó chịu không khi mà mình phải tuân thủ những cái yêu cầu về trang phục nè, đi lại, nói năng, hoặc thậm chí là cả phải ngồi đúng theo vị trí mà ban tổ chức hoặc là nhà tài trợ yêu cầu? Chưa kể là dây thứ mấy là phải cầm cái ly có in logo quảng cáo lên uống nè. Thật ra cầm lên uống thì nó cũng hơi quá đáng, nhiều quá, để trước mặt ngồi sao đừng có né. Thì tôi nghĩ là khi mà chúng ta đã xác định đó là một cái nghề thì chúng ta phải tuân thủ. Có nhiều người người ta nói là làm giám khảo cho nó vui. Tôi nghĩ là không thể nào làm cho vui hay làm chơi được. Bởi vì khi mà anh đã đặt bút xuống, anh ký hợp đồng trong một cái chương trình truyền hình, thì tôi thấy là khi mà tôi làm giám khảo nó có những cái điều thay đổi sau đây. Thứ nhất là cái điều mà không tốt mà tôi cảm thấy ra đường không có thoải mái. Tôi làm đạo diễn thì tôi quen ngồi ở một góc nào quan sát mọi người. Thì bây giờ khi mình vào một cái quán nào thì mình bị mọi người quan sát. Nhưng mà tôi nghĩ có một cái hay, tức là từ ngày làm giám khảo bắt đầu tôi có quần tây áo sơ mi. Trước đó thì tôi có hay mặc quần jean, áo thun, thì sau này trong tủ quần áo tôi có rất nhiều quần tây áo sơ mi và kể cả vest nữa. Nó cũng thay đổi mình và cái điều thay đổi đó nó cũng tốt. Thường thì giám khảo sợ nhất một điều đó là nói hớ. Dạ đúng không ạ? Tôi thì tôi sẽ nói hớ nhiều. Tôi nghĩ giám khảo không sợ nói hớ bằng nói nhạt.
thật ra trong có cái hớ nó cũng có cái hay. Chúng tôi thường hay quy định với nhau, thí dụ ai thích cái gì mà thích nhất hay ghét nhất thì phải nên nói cái điều đó. Tôi sợ nhất là ngồi với những người nào mà nói kiểu như là tuy nhưng ấy. Tức là nói cả hai bế khen và chê, tức là nói làm sao để cho mọi người đừng bắt bẻ được. Hoặc là họ nói hết cái ý thì rất là dở, tại vì nó không có chừa một cái khoảng trống cho người khác đối đáp. Mà cái cuộc đó nó có hấp dẫn hay không á, thật ra người này nói hớ thì người kia gỡ lại được thì nó trở thành cái hấp dẫn. Mà cái đó là tôi nghĩ khán giả cần. Anh vừa nói đến một điều khiến tôi nghĩ đến cái mối quan hệ giữa các thành viên trong ban giám khảo. Cái mối quan hệ đó nó có tròn trĩnh không, nó có tốt đẹp không, hay là cũng có những cái cuộc tranh luận, thậm chí là xung đột khá là nảy lửa? Khi chúng ta gọi là chuyên nghiệp thì chúng ta không có đem cái cuộc đó ra ngoài đời. Thường thì theo kinh nghiệm tôi có thể tranh luận, nhưng mà khi cắt máy xong thì nó thôi, nó cũng không ai. Nhưng mà cái đó nó rõ ràng nó rất là có cái tôi. Chứ không hề, chúng tôi cũng không hề diễn với nhau mà phải tranh luận. Nhưng mà thí dụ như cái điều đó có khi ngoài đời chúng tôi không nên nói, cũng cần nói mọi người nghề. Nhưng mà khi lên TV thì mình cần nói điều đó để khán giả họ thấy và để họ chọn lựa. Mà thường là tôi ủng hộ những cái chuyện là nên nói. Tuy nhiên thì tôi khi mà tôi làm chương trình tôi phát hiện ra một điều như vậy. Thường những người nào ở ngoài đời không thích nhau, ghét nhau khi lên show, họ lại rất ít khi tranh luận. Thí dụ như tôi với anh Hoàng, anh Lê Hoàng hay anh Quốc Trung lên TV tranh luận với nhau rất là nhiều. Và khi càng thân thì mình càng biết tẩy nhau. Và cái tẩy đó mình biết cái gì nó vui. Cho nên là tôi nghĩ là trong cái quan hệ ban giám khảo, khi mà mọi người thân nhau thì càng dễ, thì nó cái show nó càng hấp dẫn và càng dễ tranh đấu nhau nhiều hơn. Mà nó vui là dễ đá đỡ nhau. Nó rất là vui. Tại mình không có ngại, thí dụ giờ anh với em ghét nhau ở ngoài đời muốn đánh nhau lên show, muốn nói gì nữa, thí dụ vậy. Nhưng mà không phải giám khảo nào cũng chịu nói như là anh Quang Dũng đâu. Bởi vì trong những cái show truyền hình thực tế gần đây thì thấy có tình trạng xảy ra là giám khảo đùn đẩy cho nhau việc phát biểu. Với tôi cũng nghĩ như vậy. Có nghĩa là không phải là họ không dám nói đâu. Nhưng với cái nghề giám khảo thì nó có một cái khó như vậy. Chúng tôi sợ nhất là gì? Sợ nhất những tiết mục nhạc. Những tiết mục mà nó hay nó cũng không hay, mà nó dở nó cũng dở. Thật ra thì lúc đó mình cũng chẳng biết nói gì, thì lúc đó phải nhanh trí, phải tìm cái gì đó nói đó. Cho nên là những cái trường hợp đó là những cái trường hợp rất là khó nói. Nghe anh nói nãy đến giờ thì Thảo nhớ một câu nói của nhạc sĩ Trần Tiến là ai dạy mới làm giám khảo. Bởi vì không phải mình chấm thí sinh mà là thiên hạ đang chấm mình. Thì anh có nghĩ như vậy không ạ? Tôi nghĩ tôi có đọc cái bài đó hình như là nói không phải dạy đâu mà dùng từ ngu thì phải. em có giảm bớt. Nó giảm nó tránh. Nó nguyên tắc giám khảo là không nên giảm bớt. Tôi thì tôi không nghĩ là ngu hay không ngu. Cái nghề nào nó cũng có cái hay, có cái dở của nó. Khi mà anh chấp nhận được cái mặt trái của nó, và mình nghĩ giữa cái mặt trái với mặt phải là nó cân bằng nhau, và mình chấp nhận nó sẽ phải cả, nếu mà mình đi làm nhiều nó phải có tai nạn. Tại vì khi mà mình lên sóng trực tiếp thì chuyện hớ hơn là chuyện bình thường. Thì tôi nghĩ là mình làm gì thì cũng giám khảo cũng chấm mình thôi, kể cả mình làm đạo diễn hay mình làm cái gì thì họ cũng soi mình thôi. Nói tóm lại thì giám khảo của các show truyền hình thực tế thì không chỉ dừng lại ở việc là một người chấm điểm, quyết định người thắng người thua, mà đó là một thành phần trong chính cái show truyền hình thực tế đó. Vậy thì anh có thể đưa ra cái nhận định cuối cùng dành cho khán giả là khán giả sẽ được gì từ những người giám khảo không ạ? Khán giả sẽ được rất nhiều chứ. Họ sẽ được nhìn ở, họ sẽ được tham khảo nhiều góc nhìn khác nhau. Ví dụ như là với một ông Lê Hoàng đánh đá, và ổng cũng đại diện cho một thành phần giám khảo nào, khán giả nào đó ở cái tính đánh đá đó. Ví dụ như là chị Xếp Lách là đại diện cho một thành phần gọi là những cái người mà hồn nhiên rồi rất là bốc, ví dụ vậy. Tức là mỗi người có một góc nhìn thì họ sẽ được nhìn nhiều góc nhìn hơn, và cuối cùng họ vẫn là cái người quyết định. Và tôi nghĩ là khi mà một cái tiết mục biểu diễn thì nó kèm theo những cái bình luận thì nó cũng là một cái sự hấp dẫn. Có nhiều tiết mục, ví dụ như nhiều khi tôi coi American Idol hay là một số chương trình, nhiều khi cái tiết mục nó không hay lắm, nhiều khi mình còn ngồi mình chờ nghe cô giám khảo nói.
Thú thật với anh là Thảo có quen một người, một thí sinh cũng đã từng tham gia cuộc thi trên truyền hình. Và xong cuộc thi thì nói là không bao giờ muốn làm việc hoặc là đụng chạm gì với một cái vị giám khảo trong ban giám khảo đó. Thì theo anh vừa mới nói những cái được của khán giả, nhưng mà bây giờ những cái được của thí sinh là gì từ những giám khảo như anh ạ? Tôi nghĩ vậy. Với thí sinh thì chúng tôi chia ra hai cái để họ rút kinh nghiệm. Thường chúng tôi ít nói về chuyên môn. Tôi nghĩ có những thí sinh họ, nhưng mà tôi nghĩ là họ vẫn bị lầm giữa ở trong show với ngoài đời. Và cái người giám khảo họ phải nói, tức là bản thân tôi thỉnh thoảng tôi phải nói cực đoan hơn tí xíu. Ví dụ như tôi cũng từng gặp một cái trường hợp đó, ví dụ như là cái bạn Ngô Thanh Vân đã thi cái bước nhảy hoàng vũ. Thật chất thì bây giờ xong rồi thì tôi mới nói, thì lúc đó tôi cũng không giải thích, tôi cũng không trình bày. Trước đó thì tôi cũng quen, cũng khá thân với lại Vân. Thì khi mà chúng tôi nhìn thấy cái đội hình và cái show thi đầu tiên thì ai cũng gần như chắc chắn 100% Ngô Thanh Vân được giải rồi. Và bạn tưởng tượng trong vòng 10 show á, mà biết chắc chắn Ngô Thanh Vân mà show nào của đó cũng nhất thì quá chán. Thì tôi nhớ có một cái show mà tôi cảm thấy là Đoan Trang có khả năng tốt hơn tí xíu, cũng gần bắt kịp Ngô Thanh Vân. Mà không, bây giờ cũng cho Trang mà cao hơn Vân thì cũng hơi khó. Thì lúc đó mọi người cũng rất là ngại. Thì lúc đó tôi nói Xuân Phong ok, để tôi làm cái chuyện đó. Là tôi sẽ cho điểm Vân thấp hơn cái khả năng của cổ. Khi mà tôi làm cái điều đó thì được cái là các thí sinh ở trong cuộc thi họ thấy, ít ra họ còn thấy có cái cửa nào đó nếu mà họ cố gắng. Và thứ hai tôi nắm được cái điều đó bởi vì tôi biết tính của Ngô Thanh Vân. Tôi biết là khi mà Vân bị oan ức, Vân sẽ mạnh hơn và sẽ làm tốt và sẽ cuối cùng sẽ thuyết phục hơn. Thì rõ ràng cái cuộc đêm đó tôi cũng bị ném đá, bị khán giả hay là fan của Ngô Thanh Vân ném đá. Nhưng mà lúc đó mình rất là tự tin, tại vì mình nghĩ mình đang làm cái điều đúng. Là lúc nãy anh có nói là anh Lê Hoàng thì đại diện như cái tầng lớp khán giả hơi đánh đá đúng không? Mà nhiều người cũng nghĩ là làm giám khảo cũng phải cần đánh đá một chút nè, sắc bén một chút nè. Cái sự sắc bén thì Thảo nghĩ là anh có thừa rồi, nhưng mà anh nghĩ rằng mình có đánh đá không? Tôi nghĩ mỗi người dùng một cách. Có người dùng cách trực diện để nói, thí dụ như chị Siêu, chị nhiều khi chị không nói, chỉ cần cười thôi người ta đã hiểu rồi. Anh Hoàng thì anh dùng một cái cách đánh đá để làm sao người ta ghi nhớ. Thì thường là tôi dùng cách nhẹ nhàng, nó hơi hài hài, hơi đùa đùa. Nhưng mà tôi nghĩ nhiều khi cái cách vui vui đó người ta sẽ nhớ và người ta không có bị quá sốc. Xem cái tiết mục này xong thì tôi lại muốn mình trở thành sói. Và muốn bị cô bé Hoàng Khăn Đỏ ăn thịt. Ba người ở ba cái tính cách khác nhau thì nó đã ra một cái xã hội rồi. Nó đã đại diện cả một cái xã hội. Chủ đề chúng ta ngày hôm nay là tôi làm giám khảo, nhưng mà nói chuyện với anh Dũng mà không nhắc đến những bộ phim thì rất là tiếc đúng không Điền? Sắp tới thì tôi sẽ quay một cái phim với một cái format bằng camera 3D. Đó là một cái phim kiếm hiệp. Đang được mang tên là Mỹ Nhân Kế. Có phải những cái diễn viên như là Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Phạm Anh Khoa, Johnny Trí Nguyễn. Với sự kết hợp của tôi với một cái người bạn rất là thân, người sẽ phụ trách về trang phục, đó là anh Công Trí. Đây là một cái phim kiếm hiệp, cho nên là tôi nghĩ là một cái nơi mà anh Công Trí anh làm stylist sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Thật ra cái phim này tôi đã viết kịch bản 2 năm rồi. Tôi đã chuẩn bị 2 năm và các diễn viên cũng đi học võ. Người lâu nhất cũng 2 năm, người mới nhất thì cũng 3-4 tháng nay rồi. Thì tôi cũng mong có một cái phim kiếm hiệp mà người ta xem vào, người ta thấy... đây là kiếm hiệp Việt Nam. Khác với TGB đúng không? Cho nên người ta nói, sao nó giống phim này? Tôi không thích mà cái phim mà ta nói trời sao giống phim kiếm hiệp Hồng Kông năm 80 quá. Thật ra nếu mà giống Hồng Kông năm 2000 thì cũng còn đỡ. Nhờ cái phim này tôi chuẩn bị 2 năm lâu như vậy, cho nên là những cái khoảng thời gian trống thì là tôi mới đi làm giám khảo. Và khán giả chắc chắn rằng sẽ rất là mong chờ để đến rạp và thưởng thức bộ phim kiếm hiệp Made in Việt Nam từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và cũng rất là mong chờ sẽ thấy anh xuất hiện trong vai trò của giám khảo để đưa ra những nhận định mà đúng như là cái tính cách của anh và cái chia sẻ của anh, đó là chê thật và khen đỡ.
Một lần nữa xin được cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chúc anh thật nhiều sức khỏe và luôn gặt hái thật nhiều thành công trong sự nghiệp của mình ạ. Dạ, cảm ơn em ạ. Thưa quý vị, bây giờ thì Thanh Điền và Phương Thảo sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về văn hóa giải trí, những sự kiện đang diễn ra trên khắp cả nước. Đầu tiên sẽ là các buổi biểu diễn múa rối nghệ thuật đang diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần để phục vụ các tour du lịch nội thành tại thành phố Cảng Hải Phòng. Chương trình múa rối sẽ có 17 trò tích cổ dựa trên các tích nghệ thuật của múa rối nước truyền thống từ xưa của người Việt Nam. Và đây cũng là những tiết mục đã từng chinh phục khán giả các nước Israel, Pháp, Mỹ và Hàn Quốc. Các suất diễn sẽ được diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần tại nhà hát Múa Rối Sông Cấm, số 274 Lê Lợi, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012. Thưa quý vị, Liên hoan phim châu Âu 2012 không chỉ đến với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mà còn diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ hoạt động của những ngày châu Âu nhằm giới thiệu văn hóa của các nước châu Âu đến với người Việt Nam. Và dự kiến liên hoan phim sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 5 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức. Đây được xem là sự kiện văn hóa thành công nhất của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Liên hoan phim châu Âu đã giúp khán giả Việt Nam có điều kiện được tiếp xúc với bản sắc điện ảnh của các nước châu Âu và cũng đã thu hút hơn 8.000 lượt khán giả mỗi năm dù chỉ tổ chức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như trước đây. Điểm mới của liên hoan phim năm nay đó là đêm phim ngắn sẽ giới thiệu những tác phẩm phim ngắn xuất sắc của các nước châu Âu. Và nếu như quý vị cảm thấy hào hứng với liên hoan phim châu Âu thì chúng ta có thể nhận vé miễn phí tại Vietgold, Hội đồng Anh và Trung tâm Văn hóa Pháp. Và thưa quý vị, những thông tin về những hoạt động văn hóa giải trí vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thành phố hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng ngày mai với những chuyên mục thú vị sau đây. Trong chuyên mục Thành phố chuyển động, ngày hôm nay thì xin được mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với làng nghệ nhân Hàm Long. Trong chuyên mục món ngon, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách làm sữa đậu nành ngay tại nhà của chúng ta. Đừng bỏ lỡ chương trình Thành phố hôm nay được phát sóng mỗi ngày trên kênh HTV9 vào lúc 6 giờ 30 phút và phát lại vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Mến chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần tràn ngập những niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.